Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Sáng ngày 28 tháng 9, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi, làm rõ các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ của các bị cáo và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, trong giai đoạn 2, bị cáo bị thu giữ nhiều tiền bạc, tài sản nhưng không nhớ chi tiết. Tuy nhiên, bị cáo nhớ có hai túi sách Hermes bạch tặng do một tỷ phú người Malaysia tặng. Bà Lan mong muốn xin lại hai chiếc túi này vì đây là vật kỷ niệm, muốn giữ lại cho con cháu. Bị cáo Lan cũng xin hội đồng xét xử được giải tỏa kê biên đối với các sổ tiết kiệm đứng tên hai con gái để các con có tiền chi tiêu. Bà Lan trình bày, thật sự tiền và tài sản nhiều lắm, những gì của bị cáo và ông Chu Lập Cơ thì thu giữ, còn những gì của người thân, của các bị cáo khác thì xin trả lại cho họ. Ngoài ra bà Lan nói thêm, trong quá trình bị bắt giữ, cơ quan chức năng thu giữ một vài chiếc máy tính xách tay. Bị cáo cho rằng những laptop này không liên quan đến công việc, chỉ có các hình ảnh của gia tộc từ 50 năm trước nên cũng muốn xin lại. Bên cạnh đó, bị cáo này trình bày, lúc bị bắt, trên người có đeo một bộ trang sức kim cương do mẹ để lại, gồm một đôi bông tai 6 carat, một dây chuyền 15 carat và một nhẫn mười mấy carat. Bà Lan nói, bị cáo muốn xin lại, bị cáo xem đây là vật may mắn. Trước lời trình bày này, chủ tọa cho hay, tài liệu về các tài sản bị kê biên giai đoạn này không có bộ trang sức kim cương bị cáo vừa kê khai. Chủ tọa cho biết, bị cáo có thể nhờ luật sư kiểm tra lại về các biên bản thu giữ bộ trang sức này có hay không. Bị cáo Ngô Thanh Nhã, em dâu bà Trương Mỹ Lan cho biết, đến nay, bị cáo đã khắc phục hậu quả vụ án 3 tỷ đồng và gần đây gia đình nộp thêm 7 tỷ đồng. Bà Nhã trình bày, bản thân đang bị phong tỏa hai sổ tiết kiệm có giá trị hơn 3 tỷ đồng là tiền tích cóp của bản thân nên muốn xin lại. Ngày 27 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét hỏi, làm rõ đến các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trước đó, ngày 26 tháng 9, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục với phần xét hỏi 9 bị cáo trong nhóm tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây cũng là nhóm tội cuối cùng. Tại tòa, 8 bị cáo là Nguyễn Phương Anh, nguyên phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trịnh Quang Công, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Acumen thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tô Thị Anh Đào, nguyên phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Vũ Anh Thi, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam, Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị SCB, Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc SCB, Nguyễn Hữu Hiệu, nguyên phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Windsor, Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng SCB đều thừa nhận cáo trạng truy tố về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là đúng, không oan sai. Đồng thời, các bị cáo cho biết, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo không biết việc chuyển, nhận tiền là khống và thực hiện theo chỉ đạo cấp trên. Các bị cáo chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi, nhận thức pháp luật hạn chế nên đều mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Về phần bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo cho biết có nghe rõ lời khai của các bị cáo khác trong nhóm hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và không có ý kiến gì về lời khai của các bị cáo này. Theo bị cáo Lan, việc bị cáo vay tiền ở nước ngoài nhằm có tiền để tái cơ cấu SCB và khi nước ngoài họ cho vay thì bị cáo phải chuyển tiền trả lại cho họ. Bị cáo xác định cáo trạng truy tố bị cáo về số tiền chuyển, nhận, hành vi, tội danh của bị cáo không có ý kiến. Bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét hành vi này theo đúng quy định. Bị cáo Lan cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm trong nhóm tội danh này. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 9, phiên xét xử Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với nhóm tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trước câu hỏi của chủ tọa về nguồn tiền chuyển đi nước ngoài từ đâu, bà Trương Mỹ Lan khai là tiền từ nước ngoài cho vay từ trước. Theo bà Trương Mỹ Lan, bằng quan hệ và uy tín cá nhân đã thuyết phục được các đối tác nước ngoài cho vay tiền để thực hiện các dự án ở Việt Nam. Các đối tác không đòi hỏi điều kiện hay thủ tục gì mà sẵn sàng cho vay trong thời gian ngắn 3 đến 6 tháng. Người ta chịu cho vay là mừng lắm rồi. Nếu mình sử dụng sai mục đích thì đối tác nước ngoài sẽ đòi lại tiền nên bị cáo không nghĩ các hợp đồng vay là các hợp đồng khống, hợp đồng giả cách. Bà Trương Mỹ Lan giải thích về việc chỉ đạo thuộc cấp lập các hợp đồng khống. Cũng theo bà Trương Mỹ Lan, để tiền được chuyển về Việt Nam phải trải qua quá trình kiểm soát rất khắt khe từ phía cơ quan nhà nước. Ngoài ra,
bà Trương Mỹ Lan khẳng định bản thân không trực tiếp thực hiện hợp đồng mà chỉ lên kế hoạch về dòng tiền. Bị cáo chỉ biết rằng khi cần tiền thì sẽ nhận được tiền, còn quy trình, trình tự, thủ tục bị cáo không biết. Hội đồng xét xử đặt câu hỏi có ý kiến gì về việc các cựu lãnh đạo SCB làm sai quy trình để giúp bị cáo nhận tiền và chuyển tiền thông qua hệ thống ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan trả lời, chuyển tiền đi nước ngoài không liên quan đến Vạn Thịnh Phát, công ty không hề tham gia. Bị cáo chỉ biết lãnh đạo SCB nói cần tiền gấp để trang trải chi phí, bị cáo sẽ nhờ nước ngoài cho vay. Các bị cáo trong nhóm tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới khai không sai. Bị cáo xin nhận trách nhiệm về việc này. Thừa nhận tội trạng như truy tố, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB khai, từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 7 năm 2020, bị cáo đã ký duyệt 20 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài với tổng số tiền 516 triệu đô la Mỹ, tương đương 11.998 tỷ đồng. Cũng theo lời khai của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, quá trình bị cáo phê duyệt chuyển tiền ra nước ngoài không thấy có hồ sơ nào ghi chú thiếu hồ sơ để bị cáo cân nhắc. Bị cáo cũng khẳng định mình phê duyệt theo thẩm quyền, không có ai chỉ đạo. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn trần tình, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo không hiểu tại sao lại như vậy cho tới khi được giải thích việc chuyển tiền liên quan đến khoản vay của Vạn Thịnh Phát ở nước ngoài. Vì trước đó có thanh tra giám sát không phát hiện sai phạm gì liên quan chuyển tiền đi nước ngoài nên bị cáo rất yên tâm ký duyệt, không ngờ lại sai phạm. Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bị cáo Trương Mỹ Lan giao cho Chiêu Binh Kyung Kenneth, luật sư được bà Trương Mỹ Lan giao quản lý các công ty nước ngoài phối hợp với các thuộc cấp, lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức ở nước ngoài, đều là các công ty ma thuộc quản lý điều hành của các cá nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống ngân hàng SCB. Tổng số Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng. Chiều ngày 25 tháng 9, phiên xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi của Viện Kiểm sát và luật sư đối với nhóm tội danh rửa tiền. Trước câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát về việc mở bao nhiêu thẻ ở ngân hàng SCB, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan trả lời không nhớ và tôn trọng quy kết của cáo trạng. Cũng theo ông Chu Lập Cơ, hạn mức mỗi thẻ là 10 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chi tiêu hết bao nhiêu thì không nhớ. Đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục đặt câu hỏi. Cáo trạng xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bị cáo tiêu hết hơn 225 tỷ đồng trong tài khoản. Bị cáo có biết nguồn tiền nộp vào các thẻ này từ đâu hay không? Với câu hỏi này, bị cáo Chu Lập Cơ khai không sử dụng thẻ mở tại ngân hàng SCB mà chỉ sử dụng các thẻ mở tại Hồng Kông. Trước câu trả lời này, Viện Kiểm sát tiếp tục truy vấn. Vì sao tại cơ quan điều tra và phiên tòa sáng ngày 25 tháng 9, bị cáo thừa nhận việc chi tiêu từ các thẻ tín dụng của ngân hàng SCB? Bị cáo Chu Lập Cơ lý giải, bị cáo nghĩ rằng các thẻ tín dụng này là do văn phòng công ty tại Việt Nam mở và thanh toán. Chỉ đến khi nhận được kết luận điều tra, bị cáo mới biết ba thẻ tín dụng này được mở tại ngân hàng SCB và có liên quan tới vợ. Không đồng ý với lời khai của chồng, bà Trương Mỹ Lan trình bày. Chồng bị cáo bị tạm giam hơn 2 năm rồi, nên tinh thần chịu ảnh hưởng. Anh ấy không nhớ nên nói sử dụng ba thẻ của ngân hàng SCB. Thực tế, ngân hàng SCB chỉ phát hành hai thẻ là Visa, Master cho chồng bị cáo. Anh chủ yếu sử dụng các thẻ mở tại nước ngoài. Do bị cáo muốn ủng hộ cho ngân hàng SCB nên mới ép anh sử dụng hai thẻ. Việc nộp tiền vào thẻ như thế nào anh ấy hoàn toàn không biết. Ngoài ra, bà Lan tiếp tục đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về tội tham ô tài sản bị truy tố, xét xử ở giai đoạn 1, bà Lan cũng cho rằng mình bị oan. Bị cáo Trương Mỹ Lan nói, bị cáo không bao giờ nghĩ sẽ rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay. Đâu có một người nào tham ô mà toàn bộ tài sản nằm hết ở ngân hàng SCB. Làm sao có người tham ô mà không có đồng nào? Trả lời câu hỏi của Viện Kiểm sát về việc tại sao Phó Tổng Giám đốc của ngân hàng SCB mà phải xin ý kiến của bị cáo Trương Mỹ Lan trong việc đi trả nợ các khoản vay, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung giải thích. Khi bị cáo lên nhậm chức có nhận phần bàn giao của các lãnh đạo cũ, trong đó có những việc bà Nguyễn Phương Hồng, cựu thành viên hội đồng quản trị,
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB hiện đã qua đời, để lại và dặn liên hệ với bà Lan. Trước câu hỏi của Viện Kiểm sát là với nhận thức của bị cáo, nếu không có ý kiến của bị cáo Lan, thì có thực hiện việc giải ngân để trả nợ cho các ngân hàng khác không? Bị cáo Dung trả lời không. Liên quan tới hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trái phiếu, ngoài 29 bị cáo bị truy tố, đưa ra xét xử, còn có 46 cá nhân là cán bộ, nhân viên của ngân hàng SCB cũng liên quan tới hành vi này, nhưng không bị xem xét trách nhiệm hình sự. Theo kết quả điều tra, thực hiện chỉ đạo của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Trần Thị Minh Thảo, cựu Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Ngân hàng SCB, phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Tân Việt, TVSI, xây dựng kế hoạch, phương án, tài liệu để đào tạo cho hơn 2.000 nhân viên sale thuộc 239 chi nhánh ngân hàng SCB trên toàn quốc tư vấn bán sản phẩm trái phiếu. Tuy nhiên, Trần Thị Minh Thảo không biết chủ trương phát hành trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan trái quy định pháp luật. Các tài liệu đào tạo nhân viên sale và tư vấn bán trái phiếu theo quy trình bán hàng như các sản phẩm khác tại ngân hàng SCB không có dấu hiệu đào tạo nhân viên sale lừa dối khách hàng mua trái phiếu. Bị cáo là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự. Với 45 cá nhân là nhân viên tại ngân hàng SCB liên quan tới việc đi lệch dòng tiền khống tại các chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành đều thành khẩn khai báo. Họ thừa nhận việc thực hiện ký khống các chứng từ là sai quy định pháp luật. Kết quả điều tra xác định 45 người này không biết chủ trương phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật, là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo và bị lệ thuộc, không được hưởng lợi nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!